vào, thở ra, em bé cần ra rồi. Xin chúc mừng, là một bé gái, tôi chưa từng thấy em bé nào đáng yêu như thế. Con bé là định nghĩa của sự hoàn hảo, mỹ nhân nhí. Con yêu, con ăn kem không? Con cảm ơn ba. Ném đĩa với ba không? Nghe vui đấy ba. Sức sống lên con gái. Lắc lắc ném nào. Ồ, ném hay nha. Xin chào hai ba con. Wow, mong anh chàng này là đại gia. Con chào mẹ. Wow, ai vậy ta? Nhìn xinh thế không biết. Ủa gì vậy trời? Mình sẽ xử lý con nhóc đó cho coi. Chào anh, em là Sophia. Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Cho hai đứa đây. Còn hoa là dành tặng em đấy Sophia. Hết rồi sao? Thôi kệ, cảm ơn anh. Chẳng biết lựa quà gì hết. Chúng héo ngay cho xem. Tiếc ghê, hoa nhìn xinh mà. Chúng lại nở rộ rồi. Bó hoa này là của gì? Bỏ tay ra. Wow, con bắt được hoa rồi nè. Ui không, cứu tôi. Chú rể, anh đâu rồi? Cứu. Đứng lại đi mà. Con gái cưng, mẹ tặng con này. Con cảm ơn mẹ ạ. Thiên thần bé bỏng của mẹ ơi. Mở quà ra đi con. Wow, một cái đầm mới. Mặc thử đi con. Chuyện gì vậy ta? Không mặc vào được. Thôi bỏ đi mẹ, con mệt lắm rồi. Con không muốn cái đầm này nữa. Wow, chiếc váy này nhìn dễ thương quá. Cảm ơn nha. Vừa in luôn. Con đừng có buồn thế. Gì vậy? Hả? Xin ngất ngay. Không đời nào, không ai được mặc cái đầm này hết. Chúng ta phải phá hỏng nó. Mẹ sẽ cắt, còn con vẽ bậy lên. Mẹ ơi, mẹ nhìn cô gái trên trang bìa đi. Mỹ nhân của chúng ta. Xu hướng thời trang, phong cách đường phố. Còn nhóc đó lại thế rồi. Ghét chết đi được. Nhóc con sẽ phải hối hận thôi. Không có ai hết. Tuyệt, chắc ở đây phải có tiền chứ. Yeah, được rồi. Ôi không, phải dọn dẹp lại. Chết, còn tệ hơn nữa. Ồ, cái khóc của nhóc con chồng. Tiêu rồi Sophia. Ai làm ra chuyện này thế? Anh tự đi mà nhìn đi. Con yêu đến đây nào. Anh ấy cuối cùng cũng sẽ phải đá nó ra khỏi nhà thôi. Bé cưng, chuyện này có liên quan đến con không? Tiếp chiêu. Ba hụt rồi, con bị trúng đạn rồi. Hả? Không. Dì Sophia ơi, có chuyện gì? Con có quà muốn tặng gì? Kem dưỡng chống nhăn cho phụ nữ 50 tuổi. Con đùa với dì sao? Dì không cần. Wow, thế thì cho con nha. Đi ra ngoài. 50 tuổi, đúng là hỗn láo. Hả? Xuyên-đa, là con sao? Con gái yêu. Con bé thoa kem dưỡng quá tay rồi. Mẹ sẵn sàng rồi. Triển đi nào. Vẽ tranh thật dễ dàng khi có giá vẽ. Mình vẫn xử lý được. Thêm vài nét nữa là xong. Thành quả xuất sắc. Không được nhìn lén. Tấm chân dung xong rồi à. Mẹ nôn được xem quá. Hả? Sao gì lại có nếp nhăn trên trán thế này? Tấm này xấu khủng khiếp. Con đúng là một họa sĩ cực kỳ tài năng. Con gái mẹ có khiếu ghê đó. Thấy chưa? Cho bước chân dung lên tường nào. Con gái hình như nó đang nhìn chằm chằm mẹ đó. Tốt hơn hết nên tháo nó xuống. Bài hát thật tuyệt vời. Giai điệu thật đẹp. Còn cả cách cô nàng hát nữa chứ. Genda, con cũng hát được hay như thế. Tốt lắm, hoàng hô, phổ tay nào. Ôi trời đất ơi. Chẳng biết thưởng thức gì hết.
coi cẩn thận lỗ tai mình đó. Hoan hô, không cần phải bịt tai nữa. Mình sẽ thêm vài cái vỏ sò và trang trí hoa bên trên. Lâu đài cát đã hoàn thành rồi. Còn lâu đài cát của chị sẽ được trang trí bằng sỏi. Đáng yêu ghê. Hả? Em gọi đó là lâu đài sao? Xấu chết đi được. Tại sao chứ? Các bạn ơi, lâu đài của ai đẹp hơn nào? Hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Con kia rồi. Ôi chết, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Lâu đài của con tuyệt lắm. Ôi. Không, dì ấy cố tình. Ngại ghê ấy. Dì ấy sẽ thích, chắc chắn luôn. Khi dì thấy món quà sẽ ôm mình và hai dì cháu sẽ trở nên thân thiết hơn. Mình sẽ để chiếc hộp ngay đây. Ôi, gì thế? Một cuốn album sao? Đây là dì Sophia lúc còn đi học mà. Ôi không, tội gì quá. Bạn bè trong lớp bắt nạt gì? Đó là lý do vì sao dì lại xấu tính như thế. Giờ thì mình đã hiểu rồi. Chào mọi người. Chào cô em xinh đẹp. Nước của em đây. Ao, đau quá. Tội quá đi. Cảm giác không được thoải mái chút nào. Đồ không ai thèm chơi. Biến. Biến ngay đi. Để dì giúp con nha. Cảm ơn dì Sophia. Dì luôn sẵn sàng con gái. Giờ đi mua sắm thôi nào. Một khởi đầu mới cho một ngày tốt đẹp. Yeah, ba đi công tác về rồi. Chào ba, con nhớ ba nhiều lắm. Chào con gái. Ba có nhiều chuyện kể con nghe lắm. Con háo hức nghe chuyện quá đi thôi. Ai vậy ạ? À? Hình như là có một thành viên sẽ gia nhập vào gia đình nhỏ bé của ba con Lucy. Lucy à, chào Sophie đi con. Mẹ mới của con. Hả? Thật sao? Con có mẹ rồi sao? Đã quá đi. Ui, bộ váy mới của mình. Xin lỗi con không cố ý đâu. Không sao, để con dẫn dì đi xem nha. Hy vọng hai dì cháu sẽ hòa hợp với nhau. Đây là phòng khách ạ. À, đây là những em pop it mà con thích. Và con cũng thích kính thực tế ảo nữa. Con thích đọc sách về thời trang lắm. Ba người chúng ta sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc thôi. Alo, đúng rồi, mình về rồi. Con muốn mình lên văn phòng sao? Em yêu à, anh về sớm thôi. Ôi, đúng là con bé mà. Căn nhà này trở nên lộn xộn là do con hết đó. Do con sao? Dọn dẹp chỗ này đi. Và mang vali vào phòng đi, nhanh lên. Con làm gì vậy? Mang vali trước đi. Con làm ngay đi. Con yêu à, đợi đã. Cái này nặng lắm. Không sao đâu anh yêu. Lucy muốn làm mà. Không sao đâu anh yêu. Lucy muốn làm mà. Ồ, là vậy sao? Để xem ai thắng nào. Con gái à? Gì? Mình không thích con bé đâu. Tặng gì món quà nhỏ nhỏ nha. Lại là gì? Con bé chỉ có mỗi chơi. Au, au, ui. Ngã rồi. Ồ, con nghĩ vậy là vui sao hả? Ui, buồn thật đó. Tạm biệt đồ chơi đi nào. Điều này dạy con bài học. Đó là không xả đồ chơi đầy sang nhà. Tội Lucy quá à. Phải đừng có đi mét lại ba nha. Bãi cứ như thể là phù thủy vậy. Tiếng gì vậy ta? Ai đang khóc vậy? Sao thế? Wow, tiếc quá đi. Đây, lấy pop it của ông đi này.
ông lượm mấy thùng rác đó. Đừng khóc nha. Cảm ơn ông nhiều lắm. Không có chi. Lửa to đó chứ. Bộ váy này để đi tiệc, còn bộ này để đi ăn với gia đình. Đốt hết đi ông Mai ạ. À. Ê, ngọn lửa cháy mạnh hơn này. Hay quá, đi thôi. Bây giờ Nick sẽ toàn tâm chú ý đến mình. Ổn hơn rồi nè. Gì? Dì ấy không thể để bên cạnh được à? Như này nè. Con bé không nên làm như thế chứ. Dì hài lòng chưa? Độc ác quá đi mà. Lucy à, sao đấy? Dì Sophie đã làm bể khung ảnh của chúng ta rồi. Em không cố ý đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. Đừng khóc nha con yêu, bà sẽ mua cái mới cho. Không được khóc bụi ở chỗ này đâu. Nhưng phải có nhiều chỗ để mình dựng ảnh con gái mình. Hình như mẹ kế của Lucy vẫn tiếp tục muốn gây khó dễ với cô nàng. Dì Sophie đang âm mưu làm gì đó nữa rồi. Lucy sắp đến. Ôi, mình trễ rồi. Con bé sẽ nhận được thứ nó xứng đáng. Có chuyện gì với đơn của mình vậy nè? Lucy, bài tập về nhà của em đâu? Nhưng mà thầy Johnson à, đừng có mà đánh lừa thầy. Oh no, mình không hiểu. Mình làm hết rồi mà. Mình làm tốt không này? Cái đồ khoe khoang, sao có thể xảy ra được chứ ta? Con yêu à, của con phải không? Sao mình không nghĩ ra liền chứ? Dạ, dì Sophie à, hãy đợi đấy. Đến lúc trả thù mẹ kế rồi. Hy vọng dì ấy sẽ thấy chai dầu gội mới này. Chỉ cần vài giọt. Mình không có tham lam lắm đâu. Ai ở đó vậy? Lạ thật. Bắt đầu thôi. Lucy! Ôi ba à, sợ quá đi. Không, mình không thể ngủ một mình đâu. Ba à, ba à. Hả, sao thế? Con sợ quá, con ngủ với ba được không? Con lớn lắm rồi, không có đủ chỗ đâu. Chúng ta sẽ thấy bất tiện lắm. Đi mà. Được rồi con yêu, nằm giữa nha. Sao anh cứ để con bé làm mọi chuyện nó muốn vậy? Gối của mình. Mình thà ngủ dưới sàn còn hơn chiếc xe tàu lượn kia. Tội ba quá à. Gối bằng cát tông hả? Đùa đấy sao? Ngày nào đó dì sẽ nhận lấy thứ mà dì xứng đáng. Không không, đừng lấy mền đi mà. Mình sẽ lấy lại. Mình sẽ kéo lại. Không, không được rồi. Dường như dì Sophie đã lấy đi niềm vui của Lucy và ba cậu ấy rồi. Mình lạnh quá đi. Ha, tuyệt vời quá đi. Sẽ ra sao nếu cả hai cùng hòa thuận? Chà, hãy đón xem tiếp video nha. Hôm nay sẽ là bữa tiệc lớn nhất trong năm của trường. Mình phải trông thật lộng lẫy mới được. Bước cuối rồi. Mình xong rồi đây. Đi thôi nào. Con không được đi với bộ dạng như vậy đâu. Mẹ sẽ trang điểm lại cho con. Con sẽ trông thật là xinh đẹp. Không không, đừng mà mẹ. Mẹ phải làm thôi. Xong rồi nè, đẹp hơn rồi đó. Nhìn con đi. À hư, kinh quá đi. Như là chú Hề vậy đó. Con sẽ không đi đâu với bộ dạng này đâu. Mẹ đã cố lắm rồi. Chuyện gì đấy? Em yêu à, Lucy bị làm sao vậy? Chỉ là chuyện con nít thôi mà. Con bé cãi nhau với bạn thôi. Tốt hơn hết là anh hãy nhìn đôi giày này đi. Wow, không rẻ nha. Mà em thích lắm luôn đó. Được rồi, em mua đi. Cảm ơn nha anh yêu. Anh là số 1. Con đi học đi ạ. À. Khoan đã Lucy à, con quên mang đồ ăn trưa này. Cảm ơn. Lạ ta. Chúc con một ngày tốt lành nha. Mặc dù mình đã nghi ngờ việc này. Mùi gì vậy? Dì đã đưa mình hộp bông cải luộc rồi. Mình không thở nổi. Là gì vậy? Là đồ ăn trưa của Lucy mà.
Mùi hôi này là mình ớn ăn quá đi à. Ngại quá đi mất. Mình sẽ trả thù chuyện này. Một ngày như mọi ngày của gia đình. Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu không phải vì gì ấy. Này, tránh đường đi nào. Dì ấy không có chuyện gì làm sao? Ai để lại nhiều dấu chân vậy nè? Hình như không phải dì ấy đâu. Hình như dì Sophie có nhiều trò để làm lắm đây. Ôi, dì vụng về quá rồi. Mang vào nhà bếp giúp dì nha. Ba à, nhìn dì Sophie làm gì kìa. Dì ấy không cố ý đâu. Đúng rồi, chỉ là tai nạn thôi. Và chuyện này cũng thế. À, tai nạn thôi. Ba à, sao thế con yêu? Con phải nói cho ba chuyện này. Dì ấy không ngừng sỉ nhục con và làm những chuyện khó chịu với con. Dì ấy đi tiệc cùng bạn của con và nhảy với anh chàng mà con thích nữa đó. Cái gì? Con đã chịu đựng mọi thứ. Đừng lo Lucy à, dì ấy sẽ không thoát khỏi đâu. Nick à, chuyện gì thế? Một là em hãy ngừng coi thường con gái anh và đối xử tốt với con bé đi, hoặc rời khỏi đây. Candice rất quan tâm đến vẻ ngoài của bà ấy. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng luôn. Julia và ba cậu ấy rất háo hức với vị khách hôm nay. Wow, quý bà kỳ lạ kia là ai vậy ba? Chào dì Candice đi nào, mẹ kế con đấy. Con là Julia phải không? Ba con nói về con rất nhiều. Bắt tay nha. Chà, vào trong nha. Julia, cư xử đứng vào nào. Julia đã chuẩn bị bữa ăn gia đình. Hy vọng dì sẽ trân trọng sự cố gắng của mình. Cho dì sao? Ôi, ngọt ngào thế chứ. Ngồi đi nào con yêu, ăn với chúng ta nào. Con thông minh lắm đó, như ba của con vậy. Thôi nào Candice, em làm anh đỏ mặt rồi đấy. Xin lỗi, nhưng mà ba phải đi công tác mất rồi. Đây là chìa khóa két sắt đầy Julia. Tất nhiên rồi ba ạ, con sẽ cất thật kỹ. Hình như Candice có chuyện gì đó không vui. Hai người phụ nữ này có nhiều điều để nói lắm đây. Tạm biệt anh yêu, về sớm nha. Nhìn như này không hay lắm đâu. Có lẽ đi xem phim sẽ giúp hai dì cháu hòa thuận hơn. Candice khá là kỳ quặc. Ăn một ít bắp nha, dì sẽ quay lại ngay. Đến lúc giở trò rồi đây. Bỏ một ít ớt cay vào nào. Hãy dạy con bé bài học. Con bé cần biết vị trí của mình chứ. Hay quá đi thôi, tội ác hoàn hảo. Đây rồi, đến đây, ăn ngon miệng nha. Bắt đầu tiết mục nào. Ôi, mùi vị lạ quá đi. Sao nóng thế này chứ? Cứu, miệng của mình bốc cháy rồi. Cứu với, mình muốn uống nước. Mình đúng là thiên tài mà. Cứu con với dì Candice, nóng quá đi. Ăn thêm bắp nha. Ổn hơn rồi. Dì làm những chuyện này phải không? Hãy đợi đó đi. Nếu dì đã không muốn mọi chuyện dễ dàng thì chúng ta sẽ làm theo cách khó vậy. Này, mọi người đi đâu hết cả rồi? Có gì đó không đúng. Này Candice, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cậu đang nói chuyện với mình sao? Tuyệt vời, hề rồi nha. Mẹ kế độc ác đang làm những chuyện như mọi ngày thôi. Hy vọng Julia sẽ thích màu xanh. Bà ấy sẽ nhỏ ít giọt màu nhuộm tóc vào dầu gội. Đúng là như vậy rồi. Mình nên mặc cái gì đi chơi với bạn đây? Ôi, vấn đề này ai cũng gặp phải đây mà. Đúng rồi, đây là cái mình cần nè. Julia à, lại ra ngoài sao? Bộ váy đẹp đó nha. Chà, nhìn con đẹp không ạ? Màu đỏ hợp với con chứ. Đẹp lắm, mẹ thích. Đi đẹp lên nha. Ôi, con yêu à, mẹ xin lỗi nha. Mình phải đi tắm mới được. Ồ, dầu gội mới sao? Màu đẹp đó chứ. La 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 la. Ôi, tóc của mình. Mình đã đoán được ai làm rồi. Làm gì bây giờ? Phải sửa lại mới được. Hy vọng là được. Yeah, mình làm được rồi. Ôi, ai phát minh ra bài tập về nhà với trời? Và dì đang ở đây.
bắt đầu như nào đây ta? Này Julia, giúp gì được chứ? Con có nhiều bài tập về nhà lắm. Ô đi mà, con gái à, hãy tốt với dì nào, một lần thôi. Được rồi, rửa hết đống chén này nha. Nhưng mà dì làm được mà. Ờ không, dì mới đi làm móng về. Không công bằng, có cả núi chén đĩa lận. Rửa từng cái một nha con. Mình ghét chuyện này, nhưng mà không thể tránh được. Phiêu, tốn gần cả tiếng đồng hồ. Và giờ làm bài tập thôi. Con đi đâu thế, chưa xong đâu nha. Cảm ơn nha con yêu. Rõ ràng dì Candice không thích mình mà. Chìa khóa két sắt chắc được cất ở nơi an toàn rồi. Chết đi à, em làm nhiệm vụ nha. Và bây giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng bà dì đã có sẵn một kế hoạch rồi. Con bé giấu ở đâu rồi? Đúng là phụ nữ lén lút mà. Úi, gì đó. Xem dưới con gấu này nào. Đưa đây nào. Tiếng gì vậy ta? Chắc là bên ngoài cửa sổ rồi. Chìa khóa két sắt đâu rồi? Không có ở đây. Cái gì trong này đây? Đây rồi, bảo bối của mình. Này, ai vậy? Mình rõ ràng nghe có tiếng động mà. Bảo bối của mình. Có vẻ mình cần xem ít phim kinh dị lại. Chơi trò xếp hình thật là thoải mái quá đi. Julia rất thích. Mình sắp xong bức tranh này rồi. Chặt hơn nữa. Tôi phải là cô dâu đẹp nhất. Cô làm gì vậy? Tôi nói là siết chặt lại. Và cô nàng này cũng vậy. Này Julia à, mang khăn trùm đầu đến cho dì với. Đợi con một lát dì Candice, để con sắp xếp cho xong luôn đã. Đúng rồi, yeah, mình làm được rồi. Ồ, con đi đây. Nhanh nào, cô tránh đường nào. Ôi, mình vụng về quá. Con mang khăn trùm đến rồi đây. Con tốt bụng quá. Ồ, tranh của mình bị sao vậy? Dì đang đùa với con sao? Ôi trời ơi, thậm chí cuốn sách hay nhất cũng khiến bạn buồn ngủ. Này, tiếng gì vậy ta? Mình phải đi xem mới được. Mình sẽ trở nên giàu có. Các cậu sẽ không tin được đâu. Cậu bay thật đấy Candice. Cậu cưới được một người tuyệt thật đó nha. Chúng mình ghen tị quá. Mình cũng đoán thế. Mình còn ghen tị với chính mình nữa. Nhưng mà hãy đợi đến khi chúng ta đi hết tất cả các khu nghỉ dưỡng xịn nhất. Ồ các cô gái, đừng nín thở chứ. Nhân tiện để mình giới thiệu con gái của chồng mình nha. Có chuyện gì ở đây vậy? Eo ơi, bộ đồ trông nhàm chán thế. Này mà nhàm chán sao? Các cô nàng à, tụi mình sẽ quay lại ngay. Con bé trông ngớ ngẩn thế. Ồ, là gì Candice? Sao có thể chứ? Mình có bất ngờ cho mọi người đây. Julia à, lại đây nào con. Wow, con bé trông giống buồn nhìn thật đó. Vẫn chưa xong đâu. Lại đây nào, cần cắt bớt chứ. Hay quá. Sao mọi người dám đem mình ra làm trò vui chứ? Khi mình có tiền, mình sẽ mở một cửa hàng dành cho những người có bộ dạng ngớ ngẩn. Thật không công bằng. Sao lại làm thế với mình chứ? Mình nhớ mẹ quá. Này, chị ấy trông giống ghê ta. Hả? Không thể nào. Trên báo viết là chị Candice là tội phạm bỏ trốn. Vậy chị ấy là kẻ lừa đảo. Ôi không, mình phải nói ba biết ngay mới được. Ba à, chị là tên lừa đảo đó. Ồ, mình thích mùi tiền lắm. Để xem có gì ở đây nào. Ồ, đồ bằng bạc cũng hay đó chứ. Mình yêu cuộc sống giàu có này quá đi. À, là chị phải không? Con biết hết rồi. Dì không phủ nhận đâu. Dì đi khỏi đây đi. Con bé. Ồ, anh Michael à, em không nghe tin anh về. Người phụ nữ này là trộm. Quý cô à, cô bị bắt rồi. Theo như ông yêu cầu. Ba à, may mà ba đã về. Yeah, công lý đã được thực thi.